treo dưa lưới. Đây, sự sáng tạo trong cách treo dưa lưới đây. Giờ là không cột dây nữa, treo một cái móc. Đấy. Xoắn nó một vòng cho là tuột. Cái này này. Thì móc như này này, xoắn nó một vòng như này này. Đấy. Rồi. Thì xoắn như thế này thì nó sẽ đỡ bị tuột hơn. Đó. Đấy, ok chưa? Tận dụng là cái dây treo luôn. Thả ra bình thường thôi không sao đâu. Thả đi. Cứ thả ra bình thường rồi không có gì cả. Bây giờ xoắn vòng thì ra cố định rồi nè. Xoắn vòng này thì đã cố định rồi. Đấy, xoắn như thế này là nó không tuột được rồi. Đó, cái dây kéo lên một tí. Rồi, khi mà nó nặng nó lòng xuống nữa vừa. Không chơi móc như không có tiền mua móc cho nên là chơi dây chơi bằng dây vải. Thì khi treo xong thì phải tỉa mấy cái nhánh đó nha. Đấy. Tỉa đi cho nó dồn dinh dưỡng đuôi trái và dưới lá chân á, thì sẽ tỉa cho nó khoảng cỡ 5 đến 6 lá. Đây, cái ngọn chân này phải bấm hết này. Tỉa 5 đến 6 lá. Rồi trống lá chân đi. Rồi cái này nó cũng già rồi, nó cũng không hấp thu dinh dưỡng được nữa. Giai đoạn này thì chạy phân NPK 3 số. Hiện là ta đang chạy phân NPK là 19 19 19, cộng thêm 0,3 kg magie sunfat, trung lượng, tăng trung lượng để cho nó ngọt trái cho 1.000 m2, cho 1.000 lít nước. Rồi. Ok, cây tiếp theo. Bạn này độc thân vui vẻ chưa có chồng, đang tìm người yêu. Đây là bạn này thụ phấn luôn, cây mấy dưa này bạn này thụ phấn luôn. Chết đấy anh. Đó, bạn này chưa có chồng chưa biết đâu, biết ai đâu đúng không? Sao mà biết được. Rồi, cột lại một cái. Quá đơn giản. Đấy, đó là cách treo dưa. Rồi xong. Nhanh còn lẹ hơn phải không? Tốc độ cao hơn. Khi mà giai đoạn mà nuôi trái thì phải tỉa hết cái nhánh mầm ở đi, từ cái lá chân cho đến cái đầu ngọn thì mọi người tính từ khoảng 25 lá, 30 lá trở xuống, 20 đến 35 lá trở xuống là chúng ta bấm ngọn đi để cho nó tập trung dinh dưỡng, dồn thời gian nuôi nuôi quả, dồn dinh dưỡng nuôi quả. Bấm đi. Đây, bấm đi. Bấm hết đi. Đừng cho nó chạy ngọn nữa. Cái lá chân này. Cắt hết. Cắt. Không để làm gì hết. Cắt hết để nó tập trung nó nuôi nuôi quả. Từ khi thụ phấn đến đến 20 ngày thì bắt đầu chuyển chế độ để tạo lưới. Trong giai đoạn này trái nó có thẩm mỹ không là quan trọng nhất giai đoạn này. Đây, bấm nó đi luôn này. Đây, nuôi trái không tiếc làm gì hết. Em tham khảo nha. Ô vô rồi, ok. Một số giống lá chân chị rất nhiều. Thành quả
Đây là sản phẩm sau khi mình thực hiện tiêu diệt xong. Mọi người thấy hay thì ủng hộ và chia sẻ cho kênh mình để mình có động lực làm những video tiếp theo. Đây, tận dụng lại cái dây tiêu đây. Đấy, cho một cái kẹp đây luôn. Nó chịu được khoảng cỡ 3-4 kg đấy. Rồi, xin chào mọi người nha.